In Vatican, 190 người tham dự khóa họp bảo vệ trẻ em trong giáo hội. 190 người kể cả Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp gỡ dài 4 ngày tại Vatican từ sáng thứ Năm 21 đến trưa Chủ nhật 24 tháng 2 năm 2019 tới đây về việc bảo vệ trẻ em trong xã hội. Trong cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 2 năm 2019, tại phòng báo chí tòa thánh, cha Lombardi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ cho biết trong số 190 tham dự viên vừa nói, có 114 vị chủ tịch các hội đồng giám mục công giáo Latin, 14 vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương, 15 giám mục ở các nước không thuộc hội đồng giám mục nào, 12 nam tu sĩ thuộc hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và 10 nữ tu sĩ thuộc hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ, 14 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khan Petro Parolin, năm thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cùng một số vị khác trong ban tổ chức. Trong số các tham dự viên, có Đức Tổng Giám mục Du Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Lombardi cũng cho biết chương trình 4 ngày gặp gỡ phần lớn diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Mỗi ngày có một chủ đề, trước tiên là trách nhiệm của các giám mục, Tiếp đến giám mục phải trả lẽ về trách nhiệm của mình và sau cùng là sự minh bạch. Sau các bài thuyết trình có cuộc trao đổi với diễn giả và tiếp đó có thảo luận trong 11 nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 18 người. Trong số này có 4 nhóm tiếng Anh, phần còn lại gồm các tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 2 sẽ có thánh lễ bế mạc và bài giảng do Đức cha Mark Kresh, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia đảm nhận. Trong phiên họp cuối cùng sau thánh lễ sẽ có diễn văn kết thúc của Đức Thanh Cha.